Phương Mỹ Chi may mắn hơn thiện nhân, có bề đỡ vững chắc từ gia đình. Thời gian vừa qua, những ồn ào liên quan đến câu chuyện nổi tiếng sớm của thiện nhân Hồ Văn Cường trở thành đề tài tranh cãi kịch liệt trên mạng xã hội. Đáng nói, cùng xuất phát điểm như hai đồng nghiệp, cùng như giữ được sức hút đến tận thời điểm hiện tại, nhưng lại sở hữu cuộc sống bình yên, gia đình, người thân. Nhiều người cho rằng khác với thiện nhân Hồ Văn Cường, Phương Mỹ Chi lại sở hữu bệ đỡ từ gia đình, cũng như nhận được sự dạy dỗ chỉn chu, định hướng rõ ràng từ bố mẹ để sự nghiệp có thể vững chãi như hiện tại. Phương Mỹ Chi không còn là cái tên xa lạ với nhiều người. Giống như Hồ Văn Cường, thiện nhân, cô cũng được công chúng biết đến khi có xuất phát điểm từ cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí và trở thành Á quân The Voice Kids khi mới 10 tuổi. Theo đó, ngay từ khi bước ra cuộc thi, cô đã may mắn khi nhận được sự nâng đỡ từ những người đi trước. Trong đó phải kể đến việc nữ ca sĩ được ca sĩ Quang Lê nhận làm con nuôi và được giúp đỡ nhiệt tình. Cụ thể, cô là cái tên quen thuộc trong nhiều chương trình ca nhạc ở cả trong và ngoài nước với mức cát xê rất cao. Cụ thể, có những show cô nhận được 6.000 USD, khoảng 140 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, có thời điểm cô khiến mạng xã hội xôn xao khi đòi chi phí 600 triệu đồng cho việc thu âm 10 ca khúc, cho việc kinh doanh nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại. Với nguồn thu nhập khủng, cuộc sống của cô cùng gia đình được đánh giá là ngày càng thoải mái, đầy đủ hơn hẳn trước đây. Mỗi khi xuất hiện, Phương Mỹ Chi và bố mẹ đều xuất hiện với những trang phục, phụ kiện đắt tiền hay tận hưởng cuộc sống trong những chuyến du lịch đắt đỏ. Ngoài ra, không chỉ mua được xe hơi cho gia đình thuận tiện trong việc di chuyển, mà cô còn đổi cho bố mẹ căn nhà nhỏ trong hẻm đến căn biệt thự khang trang chỉ sau 2 năm đi hát. Trong một bài phỏng vấn trước đó, cô từng chia sẻ, sau những năm ca hát, tôi cũng tích góp được một số tiền để mua nhà cho gia đình. Nhưng như thế chưa đủ, nhiều anh chị em nghệ sĩ mua nhà sau một năm đi hát, còn tôi cũng mất tới 2 năm mới mua được. Những năm sau này, tôi tập trung lo cho công việc, các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh của mình nên chưa chăm lo được nhiều cho gia đình. Trước khi đến với công chúng, được biết đến trở thành quán quân The Voice Kids, Phương Mỹ Chi đã sinh trưởng trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Nhờ sự dìu dắt của cậu nên cô đã có thể phát huy được giọng ca thiên phú và đi được con đường dài trong sự nghiệp của mình. Song song với đó, cùng với sự nâng đỡ của cha nuôi Quang Lê, cô cũng được mẹ từng kinh doanh sát sao trong việc làm nghề. Trước đây, nhiều người từng lo ngại về việc chạy show sẽ ảnh hưởng đến việc học, nhưng minh chứng cho thấy cô vẫn đạt được những thành tích đáng nể. Về phía giọng ca sinh năm 2003, cô cũng từng khẳng định việc luôn luôn cố gắng dung hòa giữa việc kiếm tiền và việc đi học. Bố mẹ của nữ ca sĩ cũng sắp xếp cho con gái đi hát vào cuối tuần khi rảnh để không ảnh hưởng đến việc học. Về số tiền cô kiếm được, bố mẹ của Phương Mỹ Chi cũng quản lý và quyết định. Ca sĩ Quang Lê từng nhấn mạnh, Phương Mỹ Chi không biết gì về tiền bạc cả, nhưng quản lý của tôi và gia đình của Phương Mỹ Chi làm việc rất rõ ràng. Ví dụ chị đi hát, ngoài trừ chi phí đi lại, ăn ở khách sạn, thì thù lao, mẹ Chi đều nhận đủ thay của bé. Đó là lý do tại sao Phương Mỹ Chi phải tự mình đóng tiền học năm lớp 10 đến lớp 12. Ba mẹ cô bé không đi làm cũng nhờ thu nhập từ Chi rất nhiều. Cuộc sống tốt hơn hẳn nhờ nguồn thu nhập khủng từ con gái, nhưng mẹ của Phương Mỹ Chi cũng từng cho biết không muốn con gái bỏ bê sức khỏe chỉ vì kiếm tiền chạy xô. Chính vì thế, gia đình của cô vẫn kinh doanh các mặt hàng để kiếm tiền chứ không sống bằng tiền đi hát của con gái để tránh việc Phương Mỹ Chi bị áp lực. Về phía nữ ca sĩ, cô lại đưa ra phản hồi là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi coi đó là động lực chứ không phải áp lực. Khi biết cần phải lo cho gia đình và sự nghiệp, bản thân càng cố gắng nhiều. Trước khi nổi tiếng, ba mẹ đã quá cực khổ, nhớ đến những khó khăn đó, tôi càng phải cố gắng hơn. Hiện tại, mặc dù đã tách ra khỏi công ty của bố nuôi Quang Lê, nhưng cô vẫn giữ được mối quan hệ tốt với nam ca sĩ. Ngoài ra, tuy không còn đồng hành cùng nhau, nhưng cuộc sống của Phương Mỹ Chi vẫn rất đầy đủ thoải mái. Thậm chí, chính ca sĩ Quang Lê cũng cho biết lịch diễn của con gái nuôi ở thời điểm hiện tại vẫn do bố mẹ quản lý. Điều này khiến cho anh cảm thấy yên tâm, đặc biệt là khi cô biết lo lắng chu toàn cho gia đình. Có thể thấy, để có sự nghiệp vững chắc cùng với cuộc sống yên bình, tránh xa ồn ào chính là nhờ sự định hướng rõ ràng, sát sao từ gia đình của nữ ca sĩ ngay sau khi cô bước ra khỏi chương trình Giọng Hát Việt Nhí và giữ được sức hút ở thời điểm hiện tại.